Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ri Bằng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 40: gạo lứt, muối mè, thực dưỡng chữa khỏi ung thư. Thực dưỡng, tiếng Anh Macrobiotic Diet, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Macro nghĩa là lớn và bio nghĩa là sự sống, hay còn được biết đến ở Việt Nam với tên gọi thực dưỡng Osawa, do bác sĩ người Đức Bristol Hiplin giới thiệu vào thế kỷ 18 với niềm tin rằng chế độ dinh dưỡng chú trọng thực phẩm chay sẽ giúp con người kéo dài tuổi thọ và đảm bảo sức khỏe. Thực dưỡng được phổ biến rộng rãi vào thập niên 60 với triết gia người Nhật George Osawa cùng với môn đệ của ông Michio Kushi. Chế độ ăn uống thực dưỡng dựa trên nguyên lý âm dương với nguyên tắc cơ bản rằng việc con người tiêu thụ thực phẩm theo cân bằng âm dương hòa hợp với thiên nhiên sẽ giúp con người sống thọ hơn và tránh bệnh tật. Osawa viết, không có bệnh nào chữa được đơn giản hơn là ung thư bằng cách trở về với việc ăn uống cơ bản và tự nhiên nhất. Theo Gene Macrobiotics Osawa 1960, phác đồ thực dưỡng của Osawa bao gồm 10 cấp, đánh số từ âm 3 đến 7. Các thành phần thực phẩm càng lên cấp cao càng hạn chế về độ đa dạng, và cấp số 7, cấp cao nhất, là chế độ ăn uống chỉ gồm nước và gạo lứt. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1960, biến chứng nghiêm trọng xảy ra ở những người đang theo chế độ ăn của Osawa. Hội đồng Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ về thực phẩm và dinh dưỡng American Medical Association's Council on Foods and Nutrition đã báo cáo những trường hợp của bệnh nhân Scorbut, một bệnh do thiếu hụt vitamin C, thiếu máu, tăng protein trong máu, hạ canxi máu, xuất huyết và suy dinh dưỡng, suy thận và thậm chí tử vong. Chế độ ăn thực dưỡng sau đó đã bị bài bác. Sau đó, Kushi xuất bản một số sách về chế độ thực dưỡng với những điều chỉnh bớt khắc khổ hơn, với tuyên bố rằng thực hành theo chế độ này sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Chế độ này bao gồm tiêu thụ thực phẩm với 40-60% ngũ cốc nguyên hạt, hữu cơ trồng và nấu tại nhà, 20-30% rau và 5-10% đậu theo mùa với các sản phẩm từ đậu và rong biển. Một lượng nhỏ cá, hạt và hạch quả được trồng tại địa phương và trái cây theo mùa được cho phép trong bữa ăn hàng tuần. Thịt đỏ, da cầm, trứng và sản phẩm từ sữa chỉ được cho phép ăn một lượng rất nhỏ hàng tháng. Đường tinh chế, chất làm ngọt nhân tạo, vitamin, khoáng chất bổ sung và các loại phụ gia cần phải tránh. Những thành phần thực phẩm trong thực dưỡng về cơ bản là tốt cho sức khỏe và có mối quan hệ với việc phòng ngừa ung thư. Có mối liên hệ giữa tiêu thụ ngũ cốc, nguyên cám và rau củ, trọng tâm của chế độ thực dưỡng và khả năng giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư trực tràng, dạ dày và nội mạc tử cung. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ và Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, American Institute for Cancer Research and World Cancer Research Fund năm 1997, nếu tăng tiêu thụ rau và trái cây từ 250-400g trên ngày có thể giảm 23% nguy cơ ung thư. Thịt đỏ, một loại thực phẩm được giảm thiểu trong thực dưỡng theo nhiều nghiên cứu, có mối liên hệ với nhiều bệnh ung thư như ung thư đại tràng, trực tràng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy. Sự liên hệ giữa thành phần thực phẩm của chế độ thực dưỡng và nguy cơ ung thư dễ dẫn người ta đến suy luận rằng thực dưỡng giúp phòng ngừa ung thư. Nhưng trên thực tế, chưa có đủ bằng chứng và báo cáo tổng hợp cho thấy thực hành thực dưỡng có thể phòng ngừa ung thư. Đối với người bệnh ung thư, chưa có bằng chứng cho thấy việc sử dụng chế độ thực dưỡng có hiệu quả trong chữa trị ung thư, mà ngược lại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư, dẫn đến suy nhược cơ thể. Suy dinh dưỡng là một vấn đề thường gặp ở bệnh nhân ung thư,
dẫn đến nhập viện kéo dài, giảm đáp ứng với điều trị ung thư, tăng tác dụng phụ của điều trị, chất lượng cuộc sống bị suy giảm và tiên lượng xấu hơn. Người bệnh do đó cần đảm bảo chế độ ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng gồm đạm, đường và tinh bột, chất béo, nước, vitamin và khoáng cần thiết để đáp ứng cân nặng và lượng calorie cần thiết. Chỉ có duy nhất bằng chứng từ nghiên cứu dịch tễ tại Đại học Y Massachusetts trên 472 bệnh nhân ung thư vú, Herbert 1998, cho thấy chế độ ăn giảm chất béo có thể giúp phòng ngừa tái phát cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn đầu. Tuy vậy, việc đảm bảo cân nặng, lượng calorie nạp vào và các chất dinh dưỡng khác vẫn cần thiết. Một nghiên cứu tổng hợp so sánh thực dưỡng với chế độ ăn bình thường cho thấy, chế độ thực dưỡng thiên lệch nhiều về gạo lứt và hạn chế thực phẩm cung cấp nhiều đạm như thịt, cá, trứng, sữa, đậu tương, dẫn đến việc thiếu hụt lượng calorie, đạm, vitamin D, vitamin B1, B2, B3, B12, quan trọng cho hình thành tế bào hồng cầu, tổng hợp DNA, và canxi, quan trọng cho sức khỏe tim mạch và xương, cần thiết cho cơ thể. Hơn thế nữa, nếu ăn uống theo chế độ thực dưỡng thì có khả năng lượng muối natri và phosphat nạp vào cơ thể nhiều, dẫn tới nguy cơ về xương và tim mạch, làm giảm sức khỏe bệnh nhân và chất lượng sống. Do đó, chế độ thực dưỡng không được khuyến khích bởi các bác sĩ ung thư, chuyên gia dinh dưỡng và các tổ chức ung thư. Tóm lại, không có bằng chứng cho thấy thực dưỡng có hiệu quả trong điều trị ung thư. Thậm chí, việc giảm thiểu dinh dưỡng chỉ còn gạo lứt, muối mè làm cho nguồn dinh dưỡng chính có thể dẫn đến tình trạng thiếu đi lượng và chất dinh dưỡng quan trọng để đảm bảo sức khỏe trong quá trình điều trị ung thư. Người bệnh nên dựa vào hướng dẫn của bác sĩ và đội ngũ y tế để lựa chọn cho chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất cho bản thân với điều kiện đầy đủ lượng và chất để đáp ứng điều trị tốt hơn. Sự thật, thực dưỡng không thể chữa ung thư mà ngược lại còn có nguy cơ gây hại đến sức khỏe và khả năng đáp ứng điều trị của người bệnh. Tiến sĩ Lê Anh Phương. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.